Theo này sẽ là phần thi của đa trắng lên đai vàng, tức là cấp 8 chúng ta sẽ thi lên cấp 7. Và nội dung thi cũng tương tự như là căn bản tây, căn bản tròn, quyền và tam thế. Căn bản tây B. Căn bản tây đấm 1. Nhấc lên, hét 10 đòn đấm, chúng ta sẽ đấm phát lực 10 đòn đấm bình thường. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bạn trái sau thủ úp. Căn bản chân sẽ là 10 đòn hót thẳng. 1. 2. 3. 4. Chúng ta sẽ duỗi cổ chân ra. Hét lên. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Đổi bên. Nhắc lên. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bro. Giờ đây là xong căn bản tay và căn bản chân. Sẽ tiếp theo là phần thứ ba là sẽ thi quyền. Quyền chúng ta sẽ thi vào quyền số 1. Chỉ rít. B. Bài quyền số 1. Chỉ chất. Pro bước lên bước về thư rồi ha. Bước về sao đây, bước lên sai nha. Đây chúng ta không có đề cao đến kỹ thuật, trước mắt là chúng ta là nội dung thi cái đã. Thi gồm những phần nào? Rồi sẽ là phân thế và tam thế đối luyện. Riêng cấp trắng chỉ có tam thế đối luyện, không có phân thế. Trái phải quay chào rồi đứng gần vô. Chuẩn bị. Anh Thư sẽ tấn công trước. Tam thế thì chất. Úp tay xuống, úp năm đấm xuống. Rồi tiếp tục đi liên tục. Các bạn chú ý là đòn số 1 sẽ là đòn đấm và chặt, đòn số 2 sẽ là hai đòn chặt, chặt cổ và chặt cổ tay. Đòn số 3 sẽ là đòn đá áp. Áp chân ghi. Áp thủ, đúng rồi. Rồi bro. Bro là chuẩn bị lại hai đứa còn nó đối liền lại. Sơ là nghỉ. Chào. Trái phải quay. Chào. Xong phần thi. Nếu mà có phần thể lực nữa thì ban giám khảo sẽ cho phần thể lực là hít đất. Rồi, phần thi của đa trắng là kết thúc.